Vâng, xin chào toàn thể các anh chị và các bạn, những người yêu mến cuộc sống vùng cao. Vâng, hôm nay ở trong clip này thì tôi tiếp tục gửi đến tất cả các bạn một số những cái thông tin về cái cây lục lạc ba lá nhé các bạn nhé. Cây lục lạc thì nó có khá nhiều, có loại lục lạc lá ổi và lục lạc ba lá. Cái lục lạc lá ổi thì ngày trước ở xung quanh ở vườn nhà tôi thì đã có một cái clip tôi đã giới thiệu rồi. Còn đây là ké hoa đào đây các bạn này, ké hoa đào. Đây, xin lỗi, đây là ké hoa đào đây các bạn này. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không nói. Đây các bạn, đây là cái cây ngãi hôi đây. Ngày trước tôi đã có một cái clip rồi, tôi giới thiệu về cây ngãi hôi rồi. Hôm nay tôi sẽ không giới thiệu nữa. Và tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết cái cây lục lạc ba lá đây. Đây chính là cây lục lạc ba lá này các bạn này. Đó. Mùa này là mùa ra hoa của nó này. Đây. Đó, các bạn rõ chưa ạ? Đây, hôm nào tôi sẽ đầu tư cái máy quay xịn hơn. Cái máy này nó không được, nó lấy nét khá là yếu. Đây thưa các bạn. Và đồng thời là gió của nó, gió hơi to nữa. Đây các bạn thấy là đây là loại ba lá này các bạn này. Đây, đây là lục lạc ba lá nhé các bạn nhé. Còn lục lạc lá ổi thì nó sẽ khác. Và đây các bạn thấy, đây cái của đây nó giống như cái hạt đậu ấy nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, giống như cái đậu ấy. Khi mà chúng ta nó chín ấy thì chúng ta bóp như này nó kêu tách 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 sướng lắm. Rồi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn về cái cây lục lạc này. Lục lạc ba lá nha các bạn nhé. Tại vì là cây này nó có rất là nhiều công dụng tuyệt vời trong cái việc chữa trị bạch đấy. Đấy, ví dụ như là cái thứ nhất, những cái trường hợp nước tiểu đục do nhiệt ấy, thì chúng ta dùng cái cây lục lạc ba lá này. Đấy, nó cũng những cái công dụng của nó thì cũng gần giống, tương đối giống với lại cái cây lục lạc lá ổi, nhưng mà nó sẽ hơi khác một tí. Đấy, cái trường hợp mà bị nước tiểu đục do nhiệt thì chúng ta sẽ lấy cái hạt này, hạt ở bên trong này các bạn này. Đấy, bây giờ là nó chưa chín. Khi nào nó chín thì nó sẽ có những cái hạt bé tí thế này. Đấy. Đây. Đấy, hạt ở bên trong đấy các bạn nhé. Đấy. Khi những cái trường hợp mà bị chúng ta bị nhiệt và nước tiểu đục ấy, thì chúng ta lấy cái hạt lục lạc này khoảng 20g sao vàng với lại hạt bo bo. Hạt bo bo thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Với lại cây mã đề khoảng 20g, dâu ngô khoảng 20g và cam thảo dây đấy khoảng 10g. Chúng ta sắc uống ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần uống. Và cái liệu trình của nó thì uống từ 5 đến 10 ngày là một liệu trình. Đấy, có thể là khỏi từ 5 đến 7 ngày sau khi chúng ta dùng cái cây này. Đấy, cây lục lạc ba lá nhé các bạn nhé. Đấy, đây. Và một cái nữa, trị cái chứng mà suy nhược thần kinh mất ngủ ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cái hạt lục lạc ba lá này 20g sao vàng với lại hạt muồng muồng 12g sao vàng và lá lạc tiên ấy. Lạc tiên thì các bạn cũng chắc là cũng biết rồi. Chúng ta sắc uống một ngày một thang, chia từ 2 đến 3 lần uống. Hoặc là dùng cái thân của cây lục lạc ba lá này này và rễ đấy 10g cộng với lại cái lá vông nem. Lá vông nem thì ở trên tôi nó khá hiếm cho nên là tôi cũng chưa có cái video nào giới thiệu cả. Đấy các bạn là biết, nếu mà các bạn đã biết được cái lá vông nem rồi thì khi nào mà bị triệu chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ thì các bạn có thể lấy cái lá vông nem với lại cái rễ và thân của cây lục lạc ba lá này. Đấy, và cái lá lạc tiên đấy các bạn có thể dùng để mà sắc uống. Đấy, sắc uống. Và một ngày thì một thang chia làm 2 lần uống.
cũng dùng trong thời gian khoảng từ 5 đến 10 ngày thì nó có thể khỏi. Đấy. Và một cái nữa, cây này có thể dùng để chữa đau nhức xương khớp nha các bạn nhé. Đấy, đau nhức xương khớp này, đau dịch thần kinh tọa này, rất tốt này. Các bạn lấy thân này. Đây các bạn. Đấy, thân này, rễ này. Rễ nó cắm xuống dưới rồi tôi cũng không tiện tôi nhổ lên cho các bạn xem. Tại vì cây này nó cũng khó nhổ. Đấy, các bạn lấy thân này, lấy rễ của cái cây lục lạc này, các bạn làm khô đi nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn phơi cho khô rồi cộng với lại cái đầu ngựa đây này. Cái đầu ngựa thì ở đây nó không có. Đấy. Lấy cái thân này, rễ này của cây lục lạc ba lá với lại cái cây ké đầu ngựa. Đấy, các bạn sắc uống ngày một thang và chia làm 2 lần. Các bạn uống khoảng 5 ngày đến 7 ngày một liệu trình thì nó cũng có thể là làm khỏi cái việc đau dây thần kinh tọa này, đau nhức xương khớp đấy. Cái này nó rất là hiệu quả. Người giao chúng tôi hay dùng cây này là một trong những cái vị thuốc để mà tắm. Để mà đun nước tắm ấy, đun nước tắm cho người già suy nhược cơ thể và phụ nữ sau sinh, nó rất là hiệu quả. Đây là chính là cây lục lạc ba lá. Và ngoài ra thì cây này còn có thể là điều trị cái chứng đái dầm ở trẻ em ấy. Chúng ta lấy cái hạt lục lạc ba lá này khoảng 20g sao vàng. Đấy, sắc uống một ngày một thang, dùng trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày. Đấy, thời gian chúng ta dùng cái lục lạc ba lá này thì thường thường là dùng từ khoảng 5 đến 10 ngày thì nó cho hiệu quả rất là tốt. Đấy. Đấy, ngoài ra thì những cái trường hợp mà bị tăng huyết áp ấy thì chúng ta cũng có thể lấy cái hạt này. Lấy cái hạt ở trong vỏ này này, cái quả này. Đấy, chúng ta lấy hạt đấy sao vàng nhé các bạn nhé. Đấy, lấy hạt đấy sao vàng kết hợp với lại hạt muồng muồng ấy và cộng với lại lá dâu. Đấy, sắc uống ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần uống. 10 ngày thì nó sẽ cho chúng ta hiệu quả rất là rõ rệt. Đấy. Ngoài ra một cái nữa, cái cây này, lục lạc ba lá này này. Lục lạc ba lá này nó còn có thể trị được bệnh đới, tiểu són ở phụ nữ này. Đấy, chúng ta dùng hạt nhé các bạn. Với lại cái rau dừa nước. Dừa nước thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Hôm nào tôi sẽ có clip tôi giới thiệu về cái rau dừa nước cho các bạn xem. Đấy, trị bệnh đới này, tiểu són ở phụ nữ thì dùng cái hạt lục lạc này với lại rau dừa nước mỗi vị khoảng 20g sắc với nước nóng và để mà uống. Nếu dùng từ khoảng 3 đến 5 ngày một liệu trình thì nó có thể cho hiệu quả rất là tốt. Đấy, đấy là một số những cái thông tin tôi muốn gửi đến cho tất cả các bạn về những cái trường hợp, những cái chứng bệnh. Đấy, một số những cái bệnh mà chúng ta có thể dùng cái cây lục lạc này, lục lạc ba lá nhé các bạn nhé, để mà chữa khỏi cái bệnh đấy. Đấy, ngoài ra thì chắc chắn là sẽ có nhiều công dụng khác nữa nhưng mà tôi không tìm hiểu hết được. Và mong sao là các bạn anh chị nào chúng ta đã dùng cái cây lục lạc ba lá rồi. Đấy. Và xem clip này của tôi, nếu mà thấy cái clip này nó còn nhiều hạn chế, có những cái mà tôi chưa nói đến thì mong sao tất cả các bạn các bác ủng hộ tôi bằng cách và bình luận ở phía dưới để cho tôi cũng như là nhiều người khác biết đến hơn. Đấy, cùng nhau tổng hợp lại nhiều kiến thức hơn về những cây lục lạc ba lá này. Đấy là những cái mà tôi biết được, tôi muốn truyền tải cho tất cả mọi người thôi. Đấy, hy vọng đây là những cái thông tin bổ ích giúp cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều có một cái tủ thuốc để mà điều trị cái bệnh, những cái căn bệnh bình thường. Đấy, những căn bệnh mà chúng ta có thể điều trị được tại nhà, dùng cái cây nhà lá vườn của chúng ta vẫn có thể dùng được mà chúng ta không cần phải đi đến những cái cơ sở y tế. Đấy, đấy là những cây thuốc rẻ tiền nhưng mà nó lại đem lại hiệu quả rất là cao. Đấy, đấy là những cái tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Vâng, hy vọng đây là những cái thông tin giúp cho các bạn. Nếu mà anh chị em nào yêu quý kênh Cuộc Sống Vùng Cao thì đừng quên nhấn nút like và chia sẻ. Đấy, ở dưới có nút chia sẻ thì các bạn đừng quên nhấn nút chia sẻ
clip này cho nhiều người cùng xem nếu mà các bạn thấy cái clip này ý nghĩa. Và đừng quên đóng góp, ủng hộ, đóng góp ý kiến bằng những cái dòng bình luận phía dưới để cho tôi hoàn thiện hơn những cái clip tiếp theo. Và một cái đặc biệt nữa, mong sao các bạn là nhấn nút đăng ký để nhận được những cái clip mới mỗi ngày, và cùng nhau đóng góp ý kiến để những cái clip tiếp theo của tôi nó sẽ được ngày càng hoàn thiện hơn. Đấy, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì cùng mời các bạn xem một số những cái hình ảnh từ cái cây lục lạc ba lá này mà tôi đã ghi lại được. Cảm ơn tất cả các bạn.